thấy con hả hay là thấy thấy không? Dạ không thấy rồi sao chú đi ra ngoài đường? Đi thấy đó đông người nó quen cái kia ta nói xe chạy mình nếp nếp. Dạ. Rồi chú đi đâu rồi chú con phải lấy cái gậy này chú chống này hả? Chống cây ra đường á. Dạ. Để rồi đổ. Rồi mắt mũi mình vậy rồi mình thấy cái số rồi có rủi ro gì không chú? Thôi xui rồi nó ăn gian cướp. Trời ơi ai mà thấp mua hai tờ đấy ba tờ là bình thường á. Dạ. Còn cái nó giật nó chạy nữa à? Dạ. Chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Đồng Tâm. Thì ngày hôm nay thì Đồng Tâm có nhận được sự hỗ trợ của cô Hồng Trần ở bên Mỹ. Thì cô có nhờ người thân gửi cho Tâm là 400 trứng gà với lại 5 ký thịt. Thì ngày hôm nay là thịt của cô mà gửi mà Tâm đang nướng để phát cho bà con rồi cô chú anh chị nè. Đó, với lại 400 trứng gà nữa nha cô chú anh chị nha. Đó, cô chú anh chị thấy thịt ở bên Mỹ gửi về mà tư ghê không? Đó. Rồi bây giờ thì con xin thay mặt mẹ với lại chị với lại bạn Dũng làm chung kênh với con xin gửi lời cảm ơn đến cô Hồng Trần đã gửi cho con 400 trứng với lại thịt để con có những cái phần thịt đồ để nấu cho bà con. Thì con xin chúc cho cô thật là nhiều sức khỏe và gặp thật là nhiều thành công trong cái công việc của cô nha. Rồi thì bây giờ thì con xin phép tạm dừng cái video ở đây để con nướng thịt để cho phát cho bà con nha. Bây giờ thì Tâm sẽ cho cơm với đại khẩu phần ăn vào trong hộp để đi phát như mỗi ngày thôi nha cô chú anh chị nha. Thì ngày hôm nay có thịt của cô thì Tâm nướng nè. Đó, Tâm nướng thịt. Rồi xong rồi hôm nay thì Tâm sẽ luộc thêm nửa miếng trứng làm cho một khẩu phần ăn nha cô chú anh chị nha. Rồi đây là thêm 2 miếng dưa leo. Rồi thêm 2 miếng cà chua. Đó, rồi ngày hôm nay thì Tâm cũng hái cải ở nhà này. Thì Tâm nấu thêm canh cải với thịt bằm nè cô chú anh chị nè. Đó là một phần ăn của Tâm chuẩn bị nè. Chú ngồi đây chú làm gì ở đây vậy? Chú làm gì ở đây? Ngồi đây để mình làm gì vậy? À dạ chú nói không được phải không? À, con đi phát cơm á, con gửi cơm từ thiện á. Dạ. Rồi, nhà chú ở đâu? Thường thường là mấy người mà bị câm á sẽ không nghe. Không nghe hả? Dạ. Rồi bây giờ đây thì nếu anh chú không nghe với là không biết gì thôi để cho chú hai hộp nha, hai hộp ăn nha. À hai hộp luôn nha. Dạ. Rồi. Tại vì chú ho không có nói chuyện hình như là chú cũng không nghe như là Tâm nói gì luôn cho nên là Tâm cũng không biết hỏi chú cái hoàn cảnh của chú như thế nào nữa. Thôi bây giờ đây thì Tâm gửi cho chú hai hộp cơm để chú ăn lấy thảo. Bây giờ thì Tâm cũng muốn hỏi thêm cái hoàn cảnh của chú như thế nào để Tâm có giúp được cái gì cho chú hay không. Nhưng mà chú lại không nghe với lại chú lại không có nói được luôn cho nên là Tâm cũng không biết mà giúp chú bằng cách nào nữa. Xin chào nha. Dạ, dạ, dạ. Chào chú nha, chú ăn con cơm nha. Dạ. Dạ, chào nha. Dạ. Con chào chú, em muốn ăn con hay kéo hỏi ăn được con. Dạ. Rồi, cảm ơn chú. Dạ chú ngồi đây làm gì vậy? Dạ chú thất nghiệp. Chú thất nghiệp là chú ngồi đây là chú nghỉ đi xin hay là chú làm gì? Dạ mấy con bán vô số rồi bữa nay mới mở vô số mà dạ đồ. Rồi nhà cửa đâu sao không về nhà ngồi mà ngồi ở đây dịch bệnh đồ nguy hiểm mà. Dạ chú không có nhà hả? Dạ rồi thường thường là chú canh ngày thì chú ngồi đây đầu canh đêm rồi chú ở đâu? Qua cái suối bên kia ngủ đỡ hả? Cái suối ở đó là suối nào, suối chỗ nào? Cầu Long 1 á. Dạ cái suối ở cầu Đạo Long 1. Dạ rồi chú dựng trời chú ở đỡ hả? Đỡ. Dạ chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 62. Dạ rồi con cái chú đâu? Chú nó thẳng ra. Dạ rồi mấy chú có 2-3 đời vợ rồi. Dạ thằng nó bỏ hết rồi. Dạ rồi chú sống mình nghĩa là anh chị đó không có nhìn nhận chú phải không? Không. Dạ nếu mà nhìn chú đâu có mang thôi. Dạ vậy là chú tổng cộng hết có bao nhiêu người con?
Như đời giờ mấy người vợ đó là chú được bao nhiêu người con? Mình chết hết rồi. Dạ. Bây giờ không nhờ ai được. Dạ. Rồi bây giờ là con cái là mình còn nhờ không được, bây giờ là có một mình cái mình ra ngay con chỗ bờ. Con cá nên chết hết rồi. Dạ con hiểu rồi, bây giờ đây là chú ra mình đặt chú cất cái trò chú ở đỡ mình ha. Đỡ mình. Dạ. Chứ sao giờ không. Dạ khổ quá. Dạ. Thôi bây giờ con gửi cho chú cơm nha, chú cơm để chú ăn nha. Dạ thì con đi phát cơm được thì con mà. Dạ thì cái đây là chú cầm đi để chiều chú ăn. Rồi. Dạ. Dạ cơm này là cơm mà cơm thịt đồ trong đó không á chú à? Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Hồi nãy thì con có nghe chú nói là chú cũng đi bán cái số, thì con đã thấy là bữa nay là nhà nước cho mình đi bán cái số lại nào mà chú? Đúng. Dạ chú, con nghĩ là chú bây giờ đây là chú không có tiền để mình lấy cái số mình đi bán. Rồi. Dạ. Thích đi bán. Dạ. Ngày kiếm 5-7 chục cũng được. Dạ. Mình sống qua ngày. Dạ. Nhưng mà cái vốn bán vé số vậy là mình còn bao nhiêu tiền người ta mới đưa vé số cho mình bán? Còn 1,5 triệu. Dạ, 1,5 triệu là một triệu rưỡi là 150 tờ hả chú? 150 hơn 150. Dạ. Tại vì mình nhìn chung này là. Dạ. Tính ra thì mình lặn nó là chỉ 900 thôi. Dạ. Mà lời cứ vé là 1,000. Dạ. Rồi bây giờ đây là chú là cũng muốn đi bán cái số để kiếm sống nhưng mà lại không có chú, mấy người ta cũng không cho chú bán cái số luôn. Bây giờ mình có tiền tao mới cho. Dạ. Chứ bây giờ lấy không ai cho. Dạ cũng khổ quá chú ha. Dạ. Rồi bây giờ đây con đi phát cơm rồi, con không có việc bao nhiêu tiền, bây giờ con gửi cho chú 100.000 để uống nước ăn uống lấy thảo nha. Cảm ơn con. Dạ rồi con cũng mong là ai giúp cho chú được cái khoản tiền này, cho chú có tiền mà để chú lãnh cái số chú bán cười kiếm 50 ăn qua ngày cũng được. Cũng được. Dạ chú bây giờ cũng đâu có tiền bạc gì. Dạ thôi bây giờ chú cố gắng nha. Dạ bây trong giờ con cái dạ này nó khổ quá. Dạ nói chung ai cũng như ai á chú ạ. Vốn đúc vốn mà nếu có. Dạ. Tiền vốn là chú. Dạ mấy cái số bán cho. Dạ. Người ta đâu có cho không mình đâu. Dạ đúng rồi, người ta mà bây giờ mình có tiền mình đưa tiền chân trước người ta mới đưa cái số. Dạ dạ rồi thì bây giờ đây thì con sẽ giúp được cho chú hộp cơm là 100.000 thôi cho chú ăn uống nha. Bây giờ đây là con dạ con. Dạ giờ con xin phép nha, con đi để phát cơm cho những bà con khác nha. Rồi, dạ dạ chào con. Chú nha. Dạ chào chú, con đi phát cơm từ thiện á, con thấy chú đi bán cái số đúng không? Dạ con gửi chú hộp cơm ăn lấy thảo nha. Dạ dạ chưa à, chưa ăn cơm ăn đồ chưa, ăn cơm nước gì chưa? Dạ bán số ai mua giờ xin tiền ăn bằng. Dạ bán số không ai mua hả? Không ai mua xin tiền ăn mà không có ai cho hết. Dạ rồi con gửi cho chú hộp cơm ăn lấy thảo nha. Cảm ơn. Ủng hộ cho cô hộp được không? Dạ dạ dạ. Dạ đúng rồi, mùa dịch đây mà người ta cũng đâu có cho mình ngồi chợ ngoài đâu. Dạ dạ cô ăn lấy thảo nha. Hồi sáng giờ chú bán được bao nhiêu tờ rồi? 2-3 tờ à? Cái 2-3 tờ hả? Thì con cũng không có gì nhiều. Con gửi cho chú 50.000 để chú uống nước uống đồ. Dạ, mắt chú không thấy con hả? Hay là thấy? Thấy không? Dạ, không thấy rồi sao chú đi ra về đường? Đi thấy đó, đông người đông quen cái kia ta nói xe chạy mình nếp nếp. Dạ. Rồi chú đi đâu rồi chú, con phải lấy cái gậy này chú chống này hả? Chống cây ra đường á. Dạ. Để rồi lỗ. Rồi mắt mũi mình vậy rồi mình lấy cái số rồi có rủi ro gì không chú? Thôi xui rồi nó ăn gian cướp. Trời ơi, ai mà thấp mua 2 tờ lấy 3 tờ là bình thường á. Dạ. Còn cái nó giật cái chạy nữa à. Dạ, rồi chú đi rồi chú phải gạt đường thế này là chú mới thấy được hả? Chống cây mới biết rồi, dạ. Vô nghiệp mới biết cái lời mình đi. Dạ. Đi phải bên trái mình hỏi người ta là dạ. Rồi bắt đầu đi rồi. Dạ, rồi mỗi ngày chú đi sao? Nhà tôi Tháp Chàm đi xuống. Trời ơi, nhà Tháp Chàm mà chú đi xuống đây con nghĩ phải là 1 tiếng mấy đồng hồ. Cô đi sáng giờ mới tới đây đó, rồi bây giờ vòng vòng đi lên lại. Dạ. Thôi bây giờ đây là con gửi cho chú 50.000 để chú uống nước uống đồ nha. Thì con cũng chúc cho chú là mua may bán đắt nha. Dạ, mua gạo ăn. Dạ dạ rồi bây giờ đi tại vì con đi phát cơm từ thiện con cũng không có nhiều, con gửi như là gửi chút ít cho chú ăn uống lấy thảo nha. Mắt được cùng nước á. Dạ cây đi không thấy cái hàng ranh xét hàng ranh cây nó trà nó trộn vô đó. Dạ chút chịu nó luôn. Dạ 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 rồi chú giữ gìn sức khỏe nha. Giờ con xin phép con đi nha. Dạ dạ dạ. Con đi phát cơm á, con gửi chú hộp cơm ăn nha. Để con thấy chú ở trong đây nè, ở trong cái chú ở trong cống luôn hả chú? Đây tìm ở chỗ nào nằm đồ đạc bỏ không công đó. Dạ, dạ tại vì hồi ngày hôm qua sáng con chạy ngang qua nhưng mà con gặp chú ở trong đó á.
Ủa sao mà nhà cửa đâu mà không về ở mà ở trong trong đó rồi vậy chú? Mình vô gia cư mà đâu có còn nhà cửa gì nữa. Ủa chú là người vô gia cư luôn hả? Rồi chú không có con cháu rồi luôn hả chú? Nói chung trước kia thì có, nhưng bây giờ là nó dạ. Không có. Rồi chú là cũng không có con có cháu rồi luôn. Rồi cái tự nhiên rồi bây giờ đây là chú là người dân ở đâu mà chú tới trên Ninh Thuận này là chú ở đây? Gốc Bình Định. Dạ. Nhưng chú gốc Bình Định. Rồi vô Khánh Hòa là ở làm lập nghiệp ở đó. Dạ. Rồi sau khi đi làm còn sức đi làm hồ. Dạ. Rồi chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Gần 70. Gần 70. Dạ. Rồi mấy hôm giờ là dịch bệnh được là chú cũng ở đây, chú ở đây lâu chưa? Ở trong cái bi đó lâu chưa kia? Cả tháng mấy nay rồi. Là trước đó là chú ở đâu mà chú lần lần chú đi tới đâu chỗ này? Trước đó là ở dưới cầu Sông Quao á. Cầu Sông Quao. Rồi coi như dưới đó nó ăn cắp ăn trộm quá chịu không nổi. Dạ. Rồi muốn đi lần nữa mà lọt ra tới đây. Dạ. Dạ, để bữa nào mà con đi phát cơm á, con không giúp được gì cho chú, bữa nào con có gạo hay có gì con gửi tới cho chú nấu cho đồ chú ăn nha. Dạ, bữa hôm nay con gửi cho chú hộp cơm ăn lấy Thảo nha. Dạ. Dạ, mấy cô nó cũng gửi cho dạ. Rồi cô chú ở trong đây hả? Bây giờ cho con tới con quay thử chú ở đó là như thế nào chút xíu nha. Dạ. Ủa rồi trời mưa là chú vô đây chú nằm ở trong đây luôn hả? Vô ngủ ngờ. Trời ngủ ngờ. Trời cô chú anh chị là chú nói là cả trời mà đổ mưa là chú vô ở trong đây chú ngồi chú ngủ luôn chứ không cho nằm nha cô chú anh chị. Họ cho thương hoàn cảnh chú quá vậy. Rồi cái này là người nào gửi tặng cho chú hả hay là chú tư trang của chú đem đi? Dạ. Rồi thì con cũng không có gì nhiều, con gửi cho chú ít tiền để chú uống nước uống đồ nha. Dạ tại con đi phát cơm á cho nên là con cầm tiền cũng không có nhiều á. Rồi con á thì con đi phát cơm nhiều, con cũng không có tiền nhiều. Thì bây giờ con gửi cho chú 100.000 để chú mua gạo mua đồ chú ăn đỡ nha. Dạ. Rồi con gửi chú nha. Dạ. Rồi chú có chú mua nước mua gạo mua đồ ăn đỡ tại vì con cũng đâu có nhiều đâu, bữa ít làm nhiều nha chú nha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ con tiếp tục đi phát cơm nha. Bây giờ chú ăn cơm ăn đồ đi nha. Rồi con đi nha. Dạ. Cảm ơn hai con. Dạ. Rồi con đi nha. Chúc chú thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ. Phía trước của Tâm là có một cô nhặt ve chai kìa. Bây giờ Tâm vô Tâm gửi cơm để cho cô lấy Thảo nha cô chú anh chị nha. Cô ở đâu mà cô tới đây cô nhặt ve chai vậy? Cô? Ở tuốt ở dưới này nè hả? Dạ, rồi sáng giờ cô nhặt ở trong này không được có nhiêu ở bài xe đó hả? Dạ, rồi con gửi cô cơm ăn lấy Thảo nha. Dạ, cô nhận không hay là cô nhận cái cặp được hay là con đem ra bài xe không cho cô? Dạ, rồi cô nhặt mấy cái này như là dây mũ. Chú ở đâu mà chú tới đây chú nhặt cái chai nữa? Bên này hả? Dạ rồi con có gửi cho chú hộp cơm con lấy Thảo nha. Rồi dạ, cảm ơn cô. Dạ. Rồi bây giờ chú đem đi về hả chú, hồi sáng cho nhặt. Dạ. Rồi chú ăn lấy Thảo nha, con xin phép đi nha. Dạ. Cô nhặt được như đó hả?
Đi xa không cô? Đi xuống Cà Đú dưới Đại Sơn á. Dạ, dưới ở nhà ở đâu mà đi xuống Cà Đú Đại Sơn dữ vậy? Dạ, đường lên Tháp Chàm. Dạ, sáng giờ mình nhặt được có nhiêu đây vậy hả cô? Nó giấy. Cảm ơn anh em nhiều nha. Dạ, vậy là giờ mình bán được cái này bao nhiêu tiền á cô? Một ngày đi mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn, vậy đi nhặt được 100 ngàn không cô? Bữa nào mà lần có sách á. Dạ. Có sách thì được 100. Bữa nào có sách thì nó cao tiền ha cô ha. Dạ, rồi. Rồi con gửi cô hộp con lấy Thảo nha. Bây giờ con xin phép đi phát tiếp nha. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Rồi con đi nha. Con gặp ai thì con cho lấy Thảo được cô ạ, chứ tại vì mỗi người có mỗi phần á. Bây giờ con tặng cô hai hộp nha, con gửi cô hai hộp nha. Dạ. Nhà cô ở đâu lượng mà cô đi tới đây? Ở đó bán nè. Dạ, ở đó chân, ở đó bán. Đó bán dưới chân tỉnh nè. Dạ, sáng giờ nhặt được nhiêu đây hả cô? Có nhiêu đây mà cái này nó đĩa bán cậu à, nó nhẹ. Dạ. Nhẹ cái mà phải đi làm cho con nó hấp hủi. Dạ. Chứ hồi nó thất nghiệp á thì mình giúp cho nó, mình ăn tiền cạnh có cái đây. Dạ. Giúp cho nó. Cô ơi, cô taxi giùm cho con xíu được không? Dạ rồi, cảm ơn cô. Bây giờ tôi làm, bây giờ làm được thì mình làm vậy. Dạ. À, khi mà không cô làm kéo được khẩu trang lên nha, kéo khẩu trang lên nha. Dạ, kéo mà, lên luôn cô. Mà dạ. Không biết khi không làm được rồi họ lấy cái gì đâu. Bây giờ nhà tôi thì nó mục đích nó muốn kiếm rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ là tôi dân làng thì nói chứ bà bán đi bà ăn, mà bây giờ nó ở trong nhà tôi thì dạ. Cũng nghiệp. Bây giờ nó nói với mấy cái ông mà thôn trưởng ở trong làng á là bán là phải nó có được ký. Mà tôi nói chấp nhận nó ký thì mình phải cho nó tiền. Dạ. Nhưng mà sợ là bán không được. Mà tôi sợ bây giờ mình làm được, bây giờ cũng đang lo buồn phiền. Coi như bây giờ mình làm được thì mình ăn tiền tặng. Người dạ. Ta nói để dành để khi mà không có thì mình lấy đó mình ăn chứ không bỏ nhịn đói. Dạ. Mà theo như tôi thấy trong cái cảnh gia đình của tôi á, là cái đời của bà ngoại tôi á, là cái đất rẫy nè, ruộng nè, nhà nè. Bây giờ là ông bà là cái con dâu ở Sài Gòn á, con dâu thứ ba Sài Gòn á, là họ có tiền, họ dời họ mua hết, ở ngoài làm giá cho bà mua xong hết cho mà làm giấy tờ, bà nó hỏi là ông bà ở ai thì là cái người mượn dâu đó là giao lại cho người đó, cuối dạ. Cùng giao cho họ, họ không có lo cho ông vậy bà. Vậy là con của cô có gia đình hết rồi ha? Có một đứa, hai dạ. Đứa mà chết đứa, bây giờ còn đứa nó làm giặt, nó muốn hất người ra khỏi con, nhà. Tới đây thì con gửi cho cô, để con đi bắt cơm từ thiện, cho nên là con gửi cơm cho cô ăn lấy Thảo. Dạ. Nha. Còn mấy chuyện đó thì con cũng chắc là con không có giúp được cô, cho nên là dạ. Con gửi cô cơm ăn lấy Thảo nha. Cảm ơn dạ, ha. Dạ, rồi cô. Cảm ơn ha. Dạ. Anh chị. Dạ. Em luôn đi. Dạ, anh chị em luôn đi. Dạ. Dạ, rồi. Tôi bữa nay cũng lớn tuổi rồi. Dạ, vậy con biết mà. À, con tôi hai đứa, một đứa sinh 71, một đứa 77. Dạ. Bây giờ đứa 71 là nó đột quỵ, nó chết rồi. Nó dạ. Khổ quá, dạ. Rồi nó suy nghĩ. Nó rồi, có gì cô dắt lên trên cái vỗ để cho nó rớt nha. Rồi bây giờ con xin phép đi phát tiết nha cô nha. Rồi. Dạ. Tôi nghèo nghèo vậy chứ tôi cũng phải nhín được cái gì nhín. Dạ. Dạ. Sáng vô cũng nhín cho cái bà cũng đi lợm giống tôi á. Dạ. Người nhà. Dạ. Cái đây là mình sang sẻ với nhau. Dạ đúng rồi, mình sang sẻ những lúc khó khăn. Dạ, rồi bây giờ con xin phép đi nha. Rồi. Dạ. Cảm ơn hai người luôn. Dạ. Cô ơi cô, con đi lấy cơm từ thiện á, con thấy cô nhặt ly chai á, con gửi con lấy Thảo nha. Dạ. Dạ, cô ở đâu mà cô tới đây nhặt rồi? Ở Phước Khánh này. Phước Khánh hả? Dạ, rồi con gửi cơm ăn lấy Thảo nha. Dạ. Dạ, ăn một hộp no không? Dạ, no, cho ăn dạ. Dạ. Dạ, rồi con cảm ơn nha, cô ăn ngon miệng nha. Sáng giờ nhặt được nhiều chưa? Đi làm, đi rửa chén. À, đi rửa chén là giờ thấy đi chai nhặt luôn ha. Đi luôn. Dạ, rồi con gửi ăn lấy Thảo nha, rồi con xin phép nha. Dạ. Con đi nhặt cây chai hả? À.
Rồi chú ăn một hộp no không? No, no. No, chú ăn hai hộp không thì con gửi cho hai hộp đi rồi bộ đường ăn luôn. Không. Dạ rồi. Dạ rồi, chú ăn ngon miệng nha. Dạ, con đi nha chú nha. Dạ. Phép cơm á, cho nên là con gửi bà hộp cơm ăn lấy Thảo nha. Dạ, để con gửi bà. Dạ. Cháu hết đi cô, cháu tạm ơn. Ủa rồi bà chuẩn bị về chưa? Bà dạ, sắp về chưa? Dạ, sắp chưa cô, sắp dạ, sắp sửa cái gì trong đây vậy? Người ta cho mì cơm, người dạ. Ta cho bánh. Dạ, bà cụ ơi, dạ, con gửi bà cụ 50 uống phê, uống nước nha bà cụ. Dạ, 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 con đi. Dạ, dạ. Rồi con gửi cho bà hộp cơm ăn lấy Thảo nha. Rồi bây giờ con cũng xin phép đi luôn nha. Cảm ơn mấy chú. Dạ, 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 đeo khẩu trang lên. Dạ, 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 rồi con đi nha. Dạ. Rồi bây giờ thì hai đứa đã phát xong suất cơm của ngày hôm nay rồi nha cô chú anh chị nha. Và bây giờ trời cũng đã trưa rồi nha, Tâm tranh thủ đi về. Thì bây giờ Tâm xin phép kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.